Đây nha, mấy anh em mới đưa về nhà nha các bác. Đây, đưa về nhà thì giờ sẽ tiến hành sẽ rửa sạch nhé. Đây, lấy cama để xịt sạch đất đi nha, xử lý lại nha các bác. Đó. Đây nha mọi người nhé, đang xịt sạch, xịt hết một lượt, xong tí lấy đồ cậy sạch đất đi nha các bác. Đây, nó thông thoáng, bây giờ mình cắt lại rễ, gắn keo rồi xử lý hết lại nha. Cái cây này mà để trồng lâu là sẽ chết nha các bác, bởi vì nó không phát triển được cái tán ở trên. Năm nay cũng không có nụ nha. Người ta trồng cái đất bầu á cũng được 6-7 năm rồi. Đó. Nó không phát triển được dễ. Rồi thì mình sẽ rửa sạch rồi xử lý hết lại nha các bác. Gắn keo nha. Đây nha mọi người nha. Anh em đã rửa xong nha các bạn. Đây. Có ai giao lưu luôn được, giao lưu luôn. Cây này mà anh em nào mà muốn giao lưu, muốn sưu tầm thì gọi điện luôn cho mình nha các bạn. Thì cái số điện thoại thì mình sẽ để ở phần dưới bình luận nha các bạn. Đây, gốc khá đẹp. Đó, đây là cái gốc nha các bạn. Gốc và đế. Đây, gốc. Đây nha, một bên nha các bạn. Đó, cái đế, cái rễ bên này khá đẹp, rất đẹp nha. Đây nha các bạn. Đây nha, gốc rồi. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đây cái mặt đế nha các bạn. Đó, quá đẹp luôn nha. Anh em xịt sạch rồi trong chốc nữa là cắt gọt hết nha các bạn, gắn keo nha, rồi ngâm kích thích nha các bác. Đó. Nó khô khô để vài ngày đã chú ạ. Vâng, cảm ơn bà. Rồi. Dẫn trồng ngày 5 tháng 5 rồi còn néo rồi nữa. Toàn sống nhờ cái chất tí dễ bên này, dưới gầm này tí này hút luôn. Đế khá đẹp nha các bác. Đây, nãy quay bên kia nó không được rõ, đưa vào đây giờ nó rõ. Đây là đế bốn quanh nha. Khá đều, dễ khá đều. Đó. Năm nay trồng nổi sát bên dưới này. Thẳng hốc lên. Đây là cái bên trên nha. Tán khá đẹp. Dễ nó dài khác gì. Dễ dài. Không, cái dễ nó cũng mế bên này nó phát triển cũng ác. Thằng kia nó về nó trồng này, thằng kia nó về nó trồng. Không đến khi bán được thứ kia là đây này, các đầu rễ còn nguyên đây đây. Đây là nó không phát triển rễ nữa. Bán đến kia lại không phát triển đây nữa. Khá đẹp. Cây này thì 3-4-5 năm sau ghép vào, trồng vào chăm sóc lên thì cũng ok. Nói chung cũng được. Đây nha mọi người nha. Giờ thì anh em sẽ cắt hết lại nha. Thôi cái đấy gắn vừa rồi nó bởi nó thẳng. Nay mai là bắt đầu trồng nổi gốc nên mà cắt vừa. Nay mai là ghép bắt đầu nó ra. Dài quá thì nó cắt đi. Xong bắt đầu gắn keo. Dài sau này mình cắt dài thì sau này mình có thể cắt lại được, còn ngắn thì sau này nó khuyết lối vào chứ lối cũng được, chỉ là lối được mà lối dễ ghép dễ thoải mái ok hết. Lâu nên nó có rũa đâu, từ cái đợt đấy nó mới rũa đâu mà nay mai mới đi vào cây ra kia mua đoạn xích của con ốc làm gì cắt rễ dưới vòng. Ui trời, mẹ thằng Beng làm một phát nhanh chơi thì tè ghê, của đùi mà lấy thằng Beng chặt chứ hỏi Vũ kìa. Thì to cái cả thằng Beng chặt nữa rồi cưa đi tè lâu lắm. Cái này mua cưa nhỏ nhỏ thì cứ đi cưa cái xăng rồi các bạn rồi có đấy. Bây giờ nó ra lại cưa cái tay đây, cưa cái thích kiểu thích đây, hai đầu tôi cầm thế đi của con ốc ấy còn gì nữa. Gọt cơ mà, cứ cắt đi. Nâu nó rũa với này, tâm mà mở cái này ra chủ yếu tôi cắt phá mà. Mở nó rộng ra để cắt nó khỏi khép mạch á. Chứ mấy bữa trước đập mạch vào thì cắt hơi ngon đấy, nó khít nhưng mà nó nặng, cắt ở rừng nâu lắm, cắt mấy cái to nâu. Xử lý hết, gọt tiếc gắn keo, xong bắt đầu cả rễ đây nha các bạn. Rễ cắt tiếc hết lại, xong bắt đầu gắn keo, xong bắt đầu ngâm kích thích, chiều là mình sẽ trồng nha các bạn. Đó. Thì cắt đến cái mầm lá luôn. Cây này thì quá yếu, cây này mà không đào lên xử lý lại thì một vài năm nữa là nó sẽ bị chết nha. Cây này quá suy yếu luôn.
năm nay là không có hoa và cũng không có nụ luôn. Rễ thì không phát triển. Đây, quay lại cái rễ cho các bạn xem nhé. Đây bên đây là cái rễ to nhé, mà nó không phát triển nhé. Trước người ta đào cách đây 5-6-7 năm trồng nguyên cả bầu nhé, nó còn nguyên bầu. Đây là cái rễ nó không phát triển luôn, thối luôn này. Nó giờ thì mình sẽ xử lý hết lại, cắt tiết hết lại rồi gắn keo chiều là kích thích. Kích thích thì mình dùng N3M nha các bạn, ngâm tầm 2-4 tiếng xong mang trồng nha. Đó rồi, đây nha các bạn nhá. Thì từ nãy là cũng cắt cái tán bên trên là xong rồi nha các bạn. Giờ là nhìn rất là gọn gàng nha, gọn gàng và nhìn rất là đẹp. Đó, đây nha. Rồi tí nữa là sẽ cắt cái rễ bên dưới nha các bạn, xong rồi để nó khô cái mạch là mình gắn keo nha. Gắn keo xong thì tầm trưa là mình sẽ ngâm kích thích, chiều là trồng được. Ngâm kích thích thì tầm 2-4 tiếng nha các bạn. Bao nhiêu ngày thì xịt được BU? BU thì tầm khoảng 1 tiếng nó khô là xịt được, không cần phải nâu. Đây nha, quay lại cái bộ đế lần nữa cho mọi người xem nha. Đây, bộ đế cây này khá tròn, khá đẹp, đều. 2-3 năm nữa mà ghép lên là cái tay nó dài ra là cũng là một siêu phẩm. Tiếc cái là cái bên này nó bị khô mất một ít. Đó. Rất đẹp. Mặt bên kia mà nó lây như này. Cái mặt này là khá ok nha các bạn. Đây, từ cái chóp. Cái cây này thì cái chiều cao của nó đến cái ngọn đây thì tầm khoảng 80 phân, 90 phân nha các bạn. Xuống đến bộ đế đây nha. Đế này thì quá là chuẩn nha các bạn. Đó. Đây nha, giờ thì mình sẽ lấy cái lưỡi dao nam nha các bạn. Đúng ra là lấy cái dao dọc giấy nha các bạn, mình tiện nha, nhưng mà mình không có. Không có điều kiện. Nó hư mất rồi, nên là lấy cái lưỡi dao nam mình tiện sạch cái mép vỏ nha các bạn, cho nó thật mịn nha. Để mình bôi keo thì nó sẽ nhanh liền hơn nha các bạn. Mình cắt thì mình gọt nó khuyết xuống một tí nha các bạn, để cái da nó đùn lên giống nhanh nha. Đó. Rồi nó khô rồi mình sẽ gắn keo nha các bạn. Không thay còn sống. Để im thì ngon thì thay. Để bảo em bảo đéo nghe, ví là bới một nửa, một năm bới một nửa. Chột chết chứ mình lúc mình ấy lên đất dễ đầy rồi mà. Chột mất mớ luôn. Bới ra một nửa, một năm thay một nửa thôi. Chột phí một mớ mơ luôn. Tức thật. Cứ làm cái to đi chết với phí. Rồi, gọt từ nãy giờ đã xong nha các bạn. Giờ thì sẽ tiến hành gắn keo nha các bạn. Đây. Đó. Cái keo này là mình sẽ gắn keo Mỹ Tiến nha các bạn. Đó. Mình chỉ cần gắn một lớp mỏng lên cái vết cắt nha các bạn. Đó là được nha. Đây nha. Đó. Mùi thơm, rất là dễ chịu. Đây nha. Đó. Mình gắn keo cho nó khô nha các bạn. Xong bắt đầu mình đi ngâm kích thích nha. Tí nữa thì mình sẽ xử lý cái bộ rễ ở dưới nữa là chiều trồng được nha các bạn. Đó. Đây nha. Cây này mà không đào lên không xử lý thì không sống được nha các bạn. Nó không phát triển nha. Bộ rễ nó không phát triển thì cây nó trước hay sau, sớm hay muộn thì nó cũng chết thôi. Các bạn mà ai có cái kinh nghiệm gì cũng như có cái thắc mắc gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha các bạn, comment ở phía dưới. Mình sẽ kiểm tra các cái tin nhắn, các cái lời bình luận rồi mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn nha. Còn cái nào mình không biết thì mình sẽ học hỏi thêm, rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Đây nha, giờ là mình sẽ sửa hết lại các cái rễ nha các bạn, rễ vốn quanh của nó nha. Rễ thì mình sẽ lấy cái kéo nha, đó, mình bấm hết lại các cái vết cắt nha, cho nó thật ngọt nha các bạn. Đấy. Cái nào to thì mình sẽ gắn keo nha, còn cái nào bé thì thôi. Chỉnh sửa hết lại cho nó các cái rễ bật vờ. Đấy. Rất là ok nha.
Như thế này thì mình cắt vết cắt nó không bị dập, bị nát nha các bạn. Thì cái rễ nó ra rất là nhanh nha. Khi đó mình ngâm cái xích nữa thì nó sẽ ăn rất là ok nha các bạn. Kéo ngon đấy nhờ, ngon hơn kéo tao á. Thì cái vết cắt của mình thì thứ nhất là mình cắt nó không bị dập nha các bạn. Thứ hai là mình sẽ ngâm cái xích thì nó sẽ có các cái đầu rễ tơ nha các bạn. Nó sẽ đâm ra ở các cái vết cắt nha. Đó. Cái rễ nào nó to thì mình sẽ lấy cưa nhỏ mình cắt nha các bạn. Đó. Bấm không được. Đó. Ok. Đây nha các bạn, cái kéo nó bấm nha các bạn, đây. Cái kéo nó bấm cái đầu rễ nha các bạn, đây. Đầu rễ này nó rất là mịn nha các bạn, nó không bị dập nha. Thì sau này mình kích thích tầm có khoảng một tuần đến chục ngày nha các bạn là các cái rễ tơ nó sẽ mọc ở cái đầu rễ này ra nha. Đó, đây nha. Ở đây này. Đấy. Đây nha. Còn cái đây là mình đã lấy cưa mình cắt nha các bạn. Đây. Nó rất là phẳng, rất là mịn nha. Đó, nó không có bị dập. Xong là các cái rễ tơ nó sẽ mọc ở đây ra nha. Đó, mình kích thích mình chăm nó sẽ mọc ở đây ra. Ok nha. Cắt xong như này là cần thiết thì mình sẽ gắn theo keo thêm nha các bạn. Xong đấy thì mình để cho nó khô. Xong là tầm trưa là mình sẽ ngâm cái thích nha. Chiều là trồng được nha. Đó. Chết thì bấm sâu vào nữa. Chết rồi thì để làm gì, sao này nó thối. Đây này, cái này không bấm cho nó lên à. Chết thì cắt đi chứ để làm gì. Cắt tính cái dễ tươi á. Để sao nó lên đi chứ. Chết để thì nó thối đi. Đó. Nó chết là mình bấm hết nha các bạn. Cái nào nó chết là nó dập, nó thối là mình bấm hết đi. Để nó ra dễ mới nha. Đây là cái này cũng là này. Đó. Đó. Cái đầu này sao? Đây này. Cái đầu này. Đó. Đấy. À, mình trồng mai thì cứ nó dập là không được nha các bạn, dập là mình phải cắt vào sâu nha, cắt đến hết dập thì thôi, còn nó dễ nó bị thối thì mình cắt bỏ hết nha các bạn, không tiếc làm gì nha. Ui. Cắt đến cái phần tươi, phần còn sống nha các bạn, là mình sẽ to thì gắn keo, còn bé thì thôi nha. Ok hết rồi đó. Đây. Giờ thì vậy là cũng ok rồi nha các bạn. Giờ thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái cây này một vòng nữa nha các bạn. Đó. Đây nha. Cây rất là đẹp. Đó. Rất đẹp luôn nha các bạn. Đó. Đây nha. Đây là cái dưới. Bên trên. Cắt tỉa xong, ok, rất là đẹp nha các bạn. Rồi.